Trước đây thì bọn mình đã từng có một video so sánh giữa Ryzen 7 2700X và Core i7 8700K trong phần mềm Adobe Premiere. Và kết quả ngày hôm đó thì đại diện đến từ AMD đã để thua một khoảng cách đáng kể khi không được Adobe hỗ trợ một cách toàn diện như Intel với công nghệ QuickSync. Tuy nhiên năm nay đã là năm 2019 và Ryzen 3000 đã ra mắt cùng với một số cải tiến khá đáng kể. Nó đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi tích cực từ các reviewer trên toàn thế giới. Tuy nhiên thì nếu các bạn để ý, những lời khen ngợi đó vốn chỉ đến từ hiệu năng chơi game đã được cải thiện và khả năng render đa nhân vốn là thế mạnh từ trước đến nay của AMD. Và việc nó sử dụng chung với bộ phần mềm của Adobe thì như thế nào thì vẫn đang bỏ ngỏ. Và đó cũng là lý do ngày hôm nay chúng ta ngồi đây. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem liệu năm nay AMD đã có khả năng bắt kịp với các đối thủ hay chưa. Lý do mình lựa chọn 9700K thay vì 9900K đó là phần phân khúc cũng như tầm giá hiện tại nó rất tương đồng với 3700X. Có thể ví dụ ở những điểm như tầm giá ngang nhau rồi cả hai đều chưa phải là những chiếc CPU cao cấp nhất của các hãng dành cho khách hàng phổ thông. Thế nên các bạn coi đây là bài đánh giá để tìm ra CPU tốt nhất cho tầm giá 10 triệu cũng được. Còn về 9900K, nó sẽ xuất hiện trong những bài so sánh với 3900X hay là 3950X. Về hệ thống kiểm tra thì chúng ta sẽ cùng có hai chiếc board mạch chủ đến từ Aorus Master, X570 dành cho AMD và Z390 dành cho Intel. Cả hai chiếc board mạch chủ này đều được đánh giá khá cao trong phân khúc từ trung cấp đến cao cấp, thế nên là hiện tượng xảy ra lỗi ở VRM hay là quá nhiệt sẽ hoàn toàn không xảy ra. Còn đối với RAM thì chúng ta sẽ có 32GB RAM đến từ Kingston Predator chạy ở mức dung nhịp là 3000mAh, chiếc SSD là Aorus Gigabyte 512GB NVMe và chiếc card đồ họa sẽ là RTX 2080 Ti của Asus Strix. Và cuối cùng thì để cho công bằng thì chúng ta sẽ sử dụng chung một chiếc tản nhiệt dành cho cả hai chiếc CPU này, đó chính là chiếc Cooler Master ML240L đi kèm với hai chiếc quạt EK FreeRTX Vada chạy ở mức 3000 vòng một phút. Cuối cùng bản Windows sẽ là bản 1903. Các bài test ở đây sẽ sử dụng của Puget System cho Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe After Effects. Các bài test này mô phỏng khá tốt công đoạn làm việc từ cơ bản đến cao cấp với các bộ giải mã khác nhau. Ở mỗi bài kiểm tra mình sẽ chạy 3 lần và chọn ra kết quả tốt nhất. Đầu tiên là Adobe Photoshop, chúng ta sẽ có phần thử sức mạnh ở hai mức khác nhau là 8 bit màu và 16 bit màu mỗi kênh. Ở Photoshop thì có rất nhiều thao tác khác nhau và ở bài benchmark thì chắc chắn sẽ không thể bao quát hết. Nhưng ở kết quả bài benchmark cũng giúp các bạn mường tượng được một phần sức mạnh của hệ thống để đưa ra quyết định chọn mua tốt nhất. Xét về tổng thể, hiệu năng là tương đương nhau khi tổng điểm chênh lệch chưa tới 0.4%. Tuy nhiên khi nhìn vào chi tiết thì kết quả chênh lệch nhất sẽ ở phần GPU score. Đây là kết quả đo đạc khả năng tối ưu card màn hình của CPU. Ở đây Intel đã làm tốt hơn AMD một chút và khoảng cách đo được lớn nhất là 10% trong hạng mục 16 bit màu. Còn lại từ Panorama, Filter ở cả hai màu 8 bit và 16 bit đều cho kết quả chênh lệch chỉ khoảng từ 1 đến 2% không đáng kể. Về mảng làm việc trên After Effects ở độ phân giải 4K có lẽ là đều quá sức với cả 9700K lẫn 3700X. Chỉ ở chất lượng hình ảnh 1/2 thì cả hai đều lê lết ở khoảng từ 10 đến 15 FPS, rất khó để hoàn thành được các công việc. Ở các kết quả phổ biến thì 9700K với sự hỗ trợ ở QuickSync đã tốt hơn 3700X một chút. Lần lượt là ở 18% ở Phone Composite, 22% ở Polygon, 19% tại Cloud Lightning. Kết quả được rút ngắn xuống còn dưới 10% trong Glitch Realistic Range Expression. Nhưng trong khả năng tạo hiệu ứng chuyển động mờ thì lại tiếp tục bị bỏ lại khi kém 9700K tới 20%. Đáng khen là ở hạng mục Cinema 4D, AMD đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi bỏ xa 9700K lần lượt là 21% và 5%. Dù nói là bỏ xa thì các bạn vẫn sẽ rất khó để làm việc trên cả hai CPU này do mức khung hình trên dây chênh lệch chỉ loanh quanh khoảng 3 FPS. Có lẽ để chạy tối thiểu After Effects ở độ phân giải 4K, mình nghĩ 9900K sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Và chúng ta cũng sẽ quay lại bài thử nghiệm 3900X và 9900K ngay khi mình nhận được các CPU thử nghiệm. Kết quả ở chất lượng hình ảnh 1/2 đã rất thê thảm thì không có gì lạ khi bật lên mức Live Playback Full. Chúng ta sẽ làm việc ở mức cưỡi ngựa xem hoa hoàn toàn khi tốt nhất cũng chỉ là 6.5 FPS ở các bài đa giác, còn trong Cinema 4D là dưới 1 FPS. Đây là mức cực kỳ thảm hại và nếu mà các bạn sử dụng After Effects cao cấp trên hai CPU này thì các bạn sẽ rất bực mình khi sử dụng. Tuy nhiên dù gì hơn vẫn là hơn và trung bình ở thiết lập Live Playback Full này thì 9700K sẽ hơn 3700X khoảng 7%, nhưng giữa Live Playback Full khoảng 10 FPS và 10.7 FPS thì mình đảm bảo các bạn sẽ không nhìn thấy sự khác biệt nào cả khi sử dụng đâu. Đến hạng mục cuối cùng là render, do có sự hỗ trợ rất tốt từ Intel QuickSync mà tốc độ render của 9700K mặc dù chỉ có 8x8 luồng thôi, nhưng vẫn hơn 3700X khoảng 6%, tương đương các bài test khác. Khi nhìn vào kết quả này, ví dụ trong bài test Cinema 4D Tech Final Project là 0.9 FPS cho 3700X thì các bạn sẽ tốn khoảng 30 phút để render một clip dài khoảng 1 phút. Nghe khá nhọc nhằn và còn chưa kể các lỗi fancy khác thì mình thật sự không khuyến khích các bạn xử lý 3D After Effects nặng trên cả 9700K lẫn 3700X. Cuối cùng để tổng kết thì trong phần render, 9700K đã hơn 3700X khoảng 6%.
Trong mảng live playback thì nó hơn khoảng 10%, còn trong tracking là 2%. Tại sao trong bài tracking lại chỉ hơn có 2% thôi? Đó là tại vì bài test này CPU hoạt động là chủ yếu, còn GPU gần như đứng yên. Chỉ những tác vụ như render hay live playback thì những cái công nghệ của Intel như QuickSync mới hoạt động hiệu quả. Và tổng kết lại thì 9700K đã hơn khoảng 5% trong bài After Effects. Đây là một con số gọi phải là cực kỳ nhỏ. Nếu mà các bạn không gọi là để ý thì sẽ không bao giờ có thể nhận ra được trong khi sử dụng thực tế. Và nếu mà xét về từ đầu khi mà cái chênh lệch là 55% thì có thể dành lời khen cho AMD khi đã rất là cố gắng để tiệm cận được với hiệu năng của Intel trong những phần mềm như thế này. Bây giờ sẽ đến phần có lẽ được các bạn mong đợi nhất. Đó là những bài kiểm tra trên phần mềm dựng phim phổ biến số 1 hiện nay, đó là Adobe Premiere. Và mình sẽ so sánh chủ yếu 3700X với 9700K khi có bật QuickSync. Tuy nhiên những bài test hay là kết quả giữa 2700X và 9700K khi không bật QuickSync cũng sẽ được mình để ở phần dưới miêu tả video. Và các bạn hoàn toàn có thể tải nó về để xem. Đầu tiên ở định dạng 4K H.264 50Mbps/s, đây là mức phổ biến nhất của anh em làm YouTube khi chúng ta dung hòa được cả chất lượng hình ảnh và độ nặng khi xử lý. Cả hai CPU đều live playback mượt mà ngay cả khi đổi màu hay dùng đa máy quay. Sự chênh lệch chỉ xảy ra khi chúng ta render và phần thắng gần như áp đảo dành cho 9700K, và nguyên nhân không đâu khác đó chính là Intel QuickSync. Tuy nhiên tình thế lại đảo ngược khi 3700X lại có kết quả tốt hơn hẳn khi vượt trên 9700K khoảng 6% khi render ở định dạng ProRes 422. Sức mạnh xử lý video ProRes 422 của 3700X vẫn tiếp tục được giữ vững khi ở các bài đổi màu hay multicam đều mượt mà mức 29,97 fps. Nút thắt tại H.264 40Mbps/s lại tiếp tục tái diễn khi 9700K vẫn vượt trên 3700X khoảng 40% ở tốc độ render. Tiếp đến một định dạng mà có lẽ các YouTuber chúng ta khá ít dùng mà chủ yếu ở môi trường chuyên nghiệp mà thôi, đó là máy RED. Và định dạng RED từ trước tới nay vẫn được tối ưu rất tốt cho các CPU nhiều nhân với mục đích chính là hướng đến các workstation chuyên nghiệp. Các kết quả chuyên nghiệp ở hạng mục Multicam Live Playback thì chiếc 3700X bỏ xa 9700K khoảng 30-35%. Mà đây lại là phần cực kỳ quan trọng trong hạng mục làm phim chuyên nghiệp khi có nhiều máy quay cùng lúc chứ không phải là đổ màu Lumetri Color. Khi dựng clip thì chắc chắn các bạn sẽ sử dụng các hiệu ứng khá nhiều. Mình sẽ chia ra hai loại hiệu ứng, một loại vắt kiệt GPU và còn loại kia sẽ vắt kiệt CPU. Ở hạng mục GPU, chúng ta sẽ có rất nhiều hiệu ứng bao gồm Color Distort, Deep to Black, Deep to White, White, Lumetri Color, Denoise, Ultra Key, Sharpen, Blur, Basic 3D, VR Digital Grid. Phần test này chúng ta sẽ chủ yếu xem khả năng hỗ trợ GPU của CPU đến đâu và khá bất ngờ khi kết quả gần như tương đương ở live playback. Các kết quả hạng mục render thì vẫn như cũ không có gì khác biệt, vẫn là 9700K thắng tuyệt đối ở H.264 và hòa ở ProRes 422. Vậy đến các hiệu ứng vắt kiệt CPU thì sao? Additive Distort, Pitch Pew, Center Bleed, Pan White, Lens Flare, Dust, Scratch, Noise, Lighting Effect, Magnify là những gì chúng ta sẽ thử nghiệm ở sức mạnh đơn nhân. Có lẽ 9700K đã giành chiến thắng trước đa nhân của 3700X khi khoảng cách lớn nhất là 22% tại live playback được thiết lập cao nhất. Xét về tổng điểm chung thì trung bình chiếc 3700X sẽ có hiệu năng trong Adobe Premiere kém hơn 9700K khoảng 2% nếu 9700K bật QuickSync. Nhưng đấy là tổng thể, còn chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút. Nhìn vào bảng thì ở trong mục live playback, rõ ràng là 3700X không hề thua kém 9700K khi điểm số hoàn toàn xích sao và thậm chí còn vượt hơn cả ở phần 4K RED. Sự chênh lệch rõ nhất chỉ đến khi xuất hình ảnh. Và nếu các bạn chỉ cần xuất hình ở H.264 40Mbps/s phổ biến cho YouTube thì 9700K sẽ là lựa chọn tốt hơn rất nhiều khi luôn vượt mặt từ 30-40% ở tốc độ render. Nhưng đấy là ở mức bán chuyên, nếu các bạn cần chất lượng hình ảnh cao hơn, làm việc với các file ProRes 422 hay 4K RED thì 3700X luôn cho tốc độ từ playback tới render cao hơn 9700K. Việc lựa chọn CPU gì thì tùy thuộc vào chính định dạng file mà các bạn hay xử lý chứ không phải là hiệu năng tổng thể CPU như một số bài review tính điểm bằng Cinebench hay render đơn thuần. Khi mình tắt QuickSync thì kết quả tụt rất là rõ ràng, bởi với 8x8 luồng trên 9700K là quá đuối so với 8x16 luồng trên 3700X. Độ chênh lệch ở đây là khoảng 8% dành cho phần thắng về 3700X. Nhưng đây chỉ là kết quả tham khảo thôi, bởi vì là khi các bạn mua CPU Intel làm việc trong Adobe Premiere thì phải luôn lựa chọn các CPU có card tích hợp. Việc tắt card onboard sẽ biến chiếc 9700K của chúng ta thành 9700KF và mất luôn đi 10% hiệu năng. Nhưng tính riêng cho phần render file thì mất hơn tới 40%, đây là một con số khá khủng khiếp. Một phần nữa mà mình muốn nói đó là các thông số như xung hay nhiệt độ. Đầu tiên ở mức xung, trong cùng bài benchmark kéo dài khoảng 40 phút thì chiếc 9700K có mức xung các nhân tối đa rơi vào khoảng 4700MHz. Còn đối với 3700X là 4400MHz, đều đúng với những thông số đưa ra từ phía các nhà sản xuất. Nhưng mức tải CPU lại là chuyện khác khi Intel trong các bài test CPU đều đạt tối đa tải 100%, tận dụng hết các nhân và luồng. Trong khi đó, chiếc 3700X chỉ duy trì được mức 90% tải CPU, rất ít khi đạt 100%.
Điều này mình nghĩ một phần do AMD chưa thực sự tối ưu hóa cho Adobe Premiere và hy vọng ở các bản BIOS tiếp theo thì chúng ta sẽ được cập nhật để có thể vắt kiệt sức mạnh phần cứng. Còn về nhiệt độ thì chúng ta không thấy sự khác biệt gì khi ở cả hai CPU đều có mức nhiệt tối đa rơi vào khoảng từ 68 đến 70 độ C ở cùng một thời điểm và cùng một loại tản nhiệt. Một điều lưu ý ở đây là mình đã sử dụng một loại quạt rất tốt cho chiếc ML240L này, nên theo mình, nếu các bạn muốn có mức nhiệt tốt nhất thì nên sắm cho mình những chiếc tản sử dụng két làm mát 280mm thay vì 240mm. Và cuối cùng mình muốn nhắc đến là độ ăn RAM của hai hệ thống. Mặc dù chạy cùng ứng dụng nhưng 3700X lại ăn RAM nhiều hơn 9700K khá đáng kể, khoảng 25%. Điều này theo như mình tìm hiểu thì có thể là do AMD có nhiều nhân nhiều luồng hơn nên công việc được đẩy vào CPU nhiều hơn, dẫn đến việc cần nhiều RAM hơn để hoạt động. Nói chung, sự khác biệt về tổng thể dữ liệu năng của i7-9700K và Ryzen 7-3700X là không hề nhiều, chỉ khoảng vài phần trăm mà thôi. Tuy nhiên, nếu các bạn xét trên về mặt đầu tư kinh tế thì câu chuyện có thể hoàn toàn khác với i7-9700K, khi mức chênh lệch các bạn phải bỏ ra là khoảng 1,5 triệu đồng. Đó là chưa kể các bạn phải đầu tư thêm một chiếc tản nhiệt đủ tốt dành cho nó nữa, sẽ rơi vào khoảng từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng, tùy vào các loại tản các bạn chọn. Tuy nhiên, đối với AMD 3700X thì sao? Các bạn hoàn toàn có thể không mua thêm tản nhiệt cho nó cũng được, bởi vì nó đã có sẵn tản đi kèm từ phía nhà sản xuất. Và cái điểm yếu duy nhất của AMD đó là chiếc bo mạch chủ X370 hiện tại đang có giá khá là cao. Bù lại thì các bạn hoàn toàn có thể đổi sang các phương án khác như B450 hoặc X470. Mà ở đây mình có thể ví dụ vài cái tên, đó chính là B450 Aorus Pro hay là X470 Ultra Gaming của Gear 3 cũng được. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những con bo mạch chủ nó để cho những chiếc Ryzen 7-3000 của mình. Mức giá thì cũng khá là dễ chịu, chỉ khoảng từ 3-4 triệu đồng mà thôi. Theo mình, việc lựa chọn giữa một trong hai chiếc CPU này không chỉ nằm hoàn toàn ở việc hiệu năng tổng thể ra làm sao hay là mức giá đầu tư ban đầu như thế nào, mà quan trọng nhất theo mình vẫn là khối lượng công việc của các bạn. Trong Adobe Photoshop thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ qua được, bởi vì là trong phần mềm này thì hai chiếc CPU thể hiện là hoàn toàn giống nhau. Còn đối với After Effects thì sao? Nếu bạn nào đang có công việc liên quan đến tracking thì hãy chọn cho mình chiếc 3700X. Còn bạn nào liên quan đến công việc hiệu năng sử dụng hiệu ứng hình ảnh thì hãy chọn cho mình chiếc 9700K. Còn đối với Premiere thì chiếc 9700K sẽ cho hiệu năng render video 4K ở bộ giải mã 264 Mbps rất là tốt, hơn tới 40% so với 3700X. Và bạn nào là YouTuber không chuyên thì có thể chọn cho mình chiếc 9700K cũng được. Tuy nhiên thì ở trong môi trường chuyên nghiệp thì với định dạng ProRes 422 hay là 4K Res thì chiếc 3700X lại cho hiệu năng hoàn toàn vượt trội, ngay ở trong phần live playback hay là render video cũng thế mà thôi. Và mình sẽ để tất cả các kết quả benchmark ở phần bình luận ở bên dưới thì các bạn hoàn toàn có thể xuống và tải về để xem. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì về hai chiếc CPU này? Theo ý kiến của mình thì năm nay AMD đã làm rất tốt với tầm giá của 3700X rồi, hoàn toàn không hề có gì để phàn nàn. Nhưng mà quyền lựa chọn vẫn là về phía các bạn, thì các bạn hoàn toàn có thể để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận bên dưới cho mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.